chào quý vị khán giả. Nghệ sĩ Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ngày hôm nay chúng ta không phải là mẹ chồng nàng dâu thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp ba chồng nàng dâu. Ba chồng nàng dâu. Chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác. Và trong cái lúc mà mình vừa mới sinh con xong á thì mình suy nghĩ rất là nhiều, cũng khóc rất là nhiều nữa. Thì mẹ lúc bấy giờ mới nói là nếu mà con không nói chuyện được với chồng thì con về con nói chuyện với ba mẹ chồng. Nếu như mà con cảm thấy là không làm con dâu của ba được á thì con về con làm con gái của ba. Thì là bản thân mình rất là xúc động. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất là vui mừng khi chào đón ba chồng và con dâu. Dạ. Anh bây giờ anh làm gì anh Dũng? Sau khi về hưu thì bây giờ là làm về ngành nhiếp ảnh. À, nhiếp ảnh hả? Dạ, em xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Đầu tiên thì là em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả tham gia và đang theo dõi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, xin được chào chú Quyền Linh và em Lê Lộc. Dạ. Dạ, con tên là Lê Hoàng Phi Yến, năm nay là 35 tuổi và hiện đang là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn ở trường Trung học Cơ sở Kiến Thiết của quận 3 thành phố mình. Làm dâu được mấy năm rồi? Dạ, con về làm dâu của ba được 12 năm. Wow, 12 năm. Chị có mấy bé rồi nhỉ? Hiện tại thì là chị có hai bé. Bé trai lớn thì là 10 tuổi. Dạ. Và bé gái nhỏ thì 5 tuổi. Chúc mừng luôn nha. cái ngày đầu tiên mà anh gặp cô con dâu của mình á, thì anh ấn tượng điều gì với cô gái này? Cũng chưa gây ấn tượng gì nhiều. Tại vì xem như là con mình nó vẫn bạn thì giới thiệu thôi. Chứ chưa có là chưa thành viên của gia đình mình chưa. Thành ra cũng sơ qua thôi. Thấy nhẹ nhàng, nói chung là dễ thương rồi. Còn không biết lúc đó chị có ấn tượng gì với ba chồng tương lai không? Thời gian mà mới vừa gặp ba á, cho đến tận cái lúc cưới luôn, thì nói thật là hơi sợ ba. Tại vì mỗi lần mà qua nhà thì cũng không có qua nhiều. Nhưng mà mỗi lần qua nhà cái dạ, con chào bác cái không nói gì hết. Nghe chị kể cũng sợ nữa. Căng quá chứ. Rất là ít nói luôn. Ba làm công việc âm thanh mà. Mình ba cũng ít phát ra âm thanh. Trước khi mà về làm cái đám cưới á, thì là bên nhà của con là nhà người Bắc, cho nên là muốn là có một cái lễ hỏi trước, đám hỏi một năm sau đó mới là đám cưới. Thì cái ngày đám hỏi đó hai gia đình gặp nhau trước á, thì là con không có mặt, chỉ có ba mẹ chồng gặp mẹ con thôi. Thì lúc mà về thì con có hỏi chồng á là về ba mẹ có nói gì không anh? Cái chồng nói là ba anh đang sang chấn tâm lý đó. Trời. Con hỏi là ủa sao giờ mẹ em nói gì mà ba anh sang chấn tâm lý? Cái nói là tại vì ba của anh á là đó giờ là không có cái ý định là cưới con dâu người Bắc, mà mỗi lần mà qua nhà thì là em nói giọng Nam, cho nên là ba mẹ đâu biết em người Bắc đâu. Cái tới hồi mà mẹ em qua cái mẹ em nói giọng Bắc rắc luôn. Cái mẹ em nói là bên nhà mẹ em là gia đình người Bắc truyền thống luôn, cho nên là ba anh về ba anh bị sang chấn tâm lý. Đó sao mà anh không thích con mà lấy con dâu người Bắc vậy? Mình cũng có chút ấn tượng bạn bè đó. Thì cũng có người Nam, người Bắc, nhưng mà mình cái mức độ gần gũi thì thích người Nam hơn. Phải đâu, chắc ra mình đâm ra có cái sự suy nghĩ. Nhưng mà nó về nó làm dâu anh thấy hài lòng không? Có đúng những gì anh suy nghĩ không? Cũng tốt mà. Tốt quá đi chứ. Đúng rồi. Cái quan trọng không phải là người miền nào. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng là đối xử với nhau như thế nào. Đúng rồi. Cái đó quan trọng nhất. Và cái tình cảm mà mình dành với nhau. Dạ. Thì nó chân thật chừng nào là nó tốt chừng đó. Hồi xưa tới giờ là nhà của chồng con á giống như nhà người Nam hay sao á, cho nên là họ ít có cái chuyện tặng quà. Dạ, mà cũng không có cái lễ nghi nhiều giống như là người Bắc. Ví dụ là người Bắc về là dạ con chào ba, hay là con mời ba xơi cơm, con mời mẹ xơi cơm, con mời anh xơi cơm đó, mời vậy đó. Xong cái ngày đầu tiên con về mời cái ba chồng, thôi ăn đi con khỏi mời. Cái xong con ngồi con canh ba mẹ chồng vừa ăn hết chén cơm, cái con nói dạ để con xơi cơm, khỏi để ba tự làm. Xong cái ngày đầu tiên mà mình tặng quà cho mẹ 8 tháng 3 dạ. Ủa ngày gì vậy con? Dạ hôm nay 8 tháng 3. Ủa 8 tháng 3 cũng tặng quà nữa hả con? Dạ. Giống như là do mình quen ở nhà miền Bắc á, mẹ mình cũng hay quan tâm như vậy. Chứ mình về á cũng có một sự xáo trộn nho nhỏ. Sau đó là chồng á, nhưng cái giờ em tặng quà, cái giờ tới sinh nhật mẹ, sinh nhật ba anh phải suy nghĩ tặng cái gì. Chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác. Và trong cái lúc mà mình vừa mới sinh con xong á thì mình suy nghĩ rất là nhiều, cũng khóc rất là nhiều nữa. Thì mẹ lúc bấy giờ mới nói là nếu mà con không nói chuyện được với chồng thì con về con nói chuyện với ba mẹ chồng để mà mình được giải tỏa và có cái đồng minh của mình á. Thì về cũng mời ba mẹ ra để mà nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện á thì
Thực sự là chồng của con là từ xưa tới giờ rất là ngoan, ảnh hiền lắm. Cho nên là khi mà nghe thì ba mẹ chồng cũng sốc và không có tin. Và lúc đó thì mẹ chồng cũng nói là chắc là mới sinh xong thì là suy nghĩ nhiều. Và trong cái hoàn cảnh lúc đó đó là mình cảm thấy rất là giận. Mình cảm thấy là mình về làm dâu mà khi mà xảy ra chuyện đó, cái tiếng nói của mình trong gia đình nó không có được tin á. Vì vậy cho nên là rất là giận. Và sau đó thì là chị đã có một cái hành động là chị đứng dậy và chị đã nói với ba mẹ chồng là con nghĩ là con không có thể làm dâu của ba mẹ được nữa. Và con cũng không thể làm vợ của anh được nữa. Cho nên là con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Và đi ra ngoài xách xe về luôn. Tụi con nói vậy anh thấy sao? Con nói là với bạn dâu á là thì bây giờ chưa biết chuyện như thế nào rồi nó sẽ tiến tới đâu, nhưng mà trước mắt á, nếu mà con không có vui hay là con có vấn đề về tâm lý á thì con cứ về đi, không sao hết á, ba mẹ sẵn sàng đón con trở lại. Và nếu mà không trở lại á thì không làm dâu được thì làm con, tại vì ba cũng không có con gái thì giờ con làm con sao đâu. Đâu có thành vấn đề. Cái cách nói thế cũng hay. Dạ. Không làm dâu cũng làm con, còn con hơn, thương hơn dâu. Dạ. Nhưng mà lúc đó anh có điều tra con trai anh, có hỏi con trai anh này kia? Không. Không hỏi luôn? Không hỏi luôn. Tại sao vì... không tìm ra hiểu vấn đề đó? Không. Cái chuyện đó là chuyện riêng của cái gia đình nó. Nhưng nếu mình thương con dâu như con ruột mình á, mình không hỏi con trai mình tại sao mày vậy mày. Cái chuyện giải quyết đó không phải là người lớn giải quyết được. Chính bản thân tụi nó giải quyết. Coi như anh cũng không có hỏi gì con trai anh luôn. Không. Mình tin tưởng là cái sự mà gắn kết của hai đứa thì bây giờ nó có cái gì xảy ra nó sẽ có cách để mà giải quyết. Hay là anh hiểu bây giờ quá. mình chen vô chưa chắc gì là tốt hơn. Tức lúc đó gia đình không can thiệp gì hết luôn. Dạ đúng rồi, bên ba mẹ nói là cứ về rồi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại rồi hai vợ chồng nói chuyện với lại nhau rồi xong rồi chuyện gia đình của mình thì mình phải tự tìm cách mình giải quyết. Nhưng mà rồi sau đó chắc cũng được giải quyết đúng không chị? Dạ đúng rồi. Có giải quyết mới con ngồi đây chứ. Rồi em không biết là sau khi giải quyết rồi thì mối quan hệ giữa chị với ba chồng nó sẽ như thế nào? Thực sự là cái lúc mà ba nói cái câu là nếu như mà con cảm thấy là không làm con dâu của ba được thì con về con làm con gái của ba, thì là bản thân mình rất là xúc động. Hát ruột luôn đúng không? Dạ rất là xúc động, tại vì con thì là con lớn lên là mẹ nuôi một mình, mẹ nuôi ba chị em, không có ba, không có bố. Vì vậy cho nên là thực sự là mình thiếu cái cảm giác mà tình thương của người cha. Lúc mà về làm dâu thì cũng mong là sẽ có tình cảm của ba chồng bù vô, mà thực sự là ba chồng ít nói quá, mình cũng sợ nữa, mình không có dám nói nhiều. Cho nên là cái lúc mà ba nói cái câu đó tự nhiên cảm thấy cái gì đó nói là dạ đúng rồi, cảm thấy là mình về mình làm dâu những cái 3 năm vừa rồi nó không có uổng phí á. Và mình cảm thấy là bất kỳ cái chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Và sau đó thì hai vợ chồng tìm cách giải quyết với nhau, chuyện to thì làm cho nhỏ lại, còn chuyện nhỏ thì mình cố gắng mình thu xếp để nó xóa đi. Dạ.